Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang truyền hình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Ảng. Thưa quý vị và các bạn, xã Nậm Lịch là xã vùng sâu, vùng xa, còn nhiều khó khăn của huyện Mường Ảng. Trình độ dân trí thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã đã đưa ra nhiều giải pháp trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Ghi nhận của phóng viên, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bản Lịch Nưa, xã Nậm Lịch, huyện Mường Ảng có 67 hộ với trên 300 nhân khẩu, trong đó có 14 hộ nghèo. Bản không chỉ thiếu nước sản xuất mà còn thiếu cả nước sinh hoạt và cũng chưa có điện lưới quốc gia. Toàn bản Lịch Nưa có 12 hectare lúa, 20 hectare rừng. Những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước, bản luôn phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh vận động nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Bản đã vận động nhân dân đưa một số giống cây trồng, vật nuôi mới vào sản xuất. Cùng với đó, các hộ nghèo và cận nghèo trong bản cũng nhận được nhiều hỗ trợ từ những chương trình, dự án của nhà nước nhưng chưa phát huy được hiệu quả. Nhất là đường đi lại là rất là khó khăn. Cái thứ hai thì đường không có nước là tưới tiêu cho bà con. Đấy, bây giờ kênh mương thì đã bị hỏng. Thế thì thiếu nước sản xuất cho bà con thì rất là khó khăn, về nước thì thiếu. Còn thứ ba nữa thì điện thì chưa có, bà con thì không am hiểu, không được xem TV và không được hiểu biết về cái chương trình xã hội. Như chương trình ốm này, bệnh tật các thứ thì cũng không hiểu biết. Là xã thuộc diện khó khăn nhất của huyện Mường Ảng, năm 2019, toàn xã có trên 43% hộ dân thuộc hộ nghèo. Sự khó khăn xuất phát từ việc do là xã miền núi, phát triển kinh tế chủ yếu là lâm nghiệp và nông nghiệp. Tuy nhiên, việc phát triển nông nghiệp của xã rất hạn chế do quỹ đất nông nghiệp không nhiều, dẫn tới việc phát triển, nâng cao giá trị sản xuất cũng gặp không ít khó khăn. Nhất là nhờ làng nhà nước hỗ trợ và các chương trình, nhất là chương trình 30A, chương trình của con năm đã tạo điều kiện cho dân các chương trình nuôi bê các công cụ máy móc để hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu bền vững. Còn cái thứ hai nữa là dựa vào cứ ngân hàng chính sách xã hội để cho dân vay vốn làm ăn thì phát triển những các hộ làm được thì nói theo các hộ làm vươn lên thoát nghèo, thứ nhất, thứ hai nữa là ba nữa là các công việc thì mình và sử dụng về là chăn nuôi nhỏ lẻ và các dịch vụ cũng được khác. Để khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, những năm qua, Đảng ủy và chính quyền xã Nậm Lịch đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp. Theo đó, nhiều chương trình phát triển nông nghiệp đã được xã triển khai như chuyển đổi diện tích đất sản xuất lúa không chủ động được nước tưới, năng suất, hiệu quả kinh tế thấp sang trồng các loại cây màu có khả năng chịu hạn cho hiệu quả kinh tế cao hơn. Tập trung phát triển kinh tế vườn rừng nhằm nâng cao thu nhập cho người dân thông qua việc thực hiện các dự án trồng rừng tập trung kết hợp với chăn nuôi. Ngoài ra, mỗi năm, xã Nậm Lịch còn dùng nguồn vốn hỗ trợ 4 bản vùng cao khó khăn để phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ giống, phân bón, kỹ thuật cho các hộ nghèo phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, huy động nguồn lực để kiên cố hóa hệ thống đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, hệ thống thủy lợi nhằm kích cầu phát triển nông nghiệp. Nhờ đó, phát triển nông nghiệp nói riêng và kinh tế toàn xã nói chung đã có sự chuyển biến theo hướng tích cực. Đối với xã Nậm Lịch là một trong xã đặc biệt khó khăn, thì cái khó khăn lớn nhất đối với phát triển kinh tế xã hội của xã Nậm Lịch thì trong năm qua ấy, thì khó khăn chung của xã là việc mà thiếu đất sản xuất. Thứ hai nữa là địa bàn ở các bản vùng cao đi lại còn rất khó khăn. Thứ ba nữa là một số bản vùng cao là chưa có điện với quốc gia. Thì trước những khó khăn đó, đối với Ủy ban nhân xã Nậm Lịch, căn cứ trên kế hoạch và chương trình cụ thể của Ủy ban nhân huyện, thì Ủy ban nhân xã đã xây dựng các kế hoạch và chương trình hành động cụ thể theo từng năm, từng quý, từng tháng.
phân công nhiệm vụ cho các đồng chí phụ trách chuyên môn để thực hiện triển khai theo chương trình, theo kế hoạch đó. Mặt khác, đối với Ủy ban nhân dân xã Động Lịch, để khắc phục được những khó khăn cụ thể trước mắt thì đã tuyên truyền vận động bà con để có những phương thức canh tác phù hợp. Trong đó thì có một số các diện tích canh tác, các cái diện tích mà trồng cây nó không còn phù hợp nữa thì có thể chuyển đổi sang trồng rừng sản xuất. Một số diện tích ruộng mà không thể canh tác được do thiếu nước thì có thể trồng các cây hoa màu khác. Thì từ đó thì Ủy ban nhân xã cũng đã gắn với trách nhiệm của từng cán bộ, trong đó là phụ trách chính là các cán bộ khuyến nông, cán bộ địa chính, để rà soát các cái khu vực đất nó không còn phù hợp hoặc các khu vực mà nó thiếu nước, để làm sao có thể tu bổ hoặc đầu tư cơ sở vật chất các hệ thống kênh mương để làm sao để đảm bảo cho hệ thống nước tưới tiêu, đảm bảo phát triển cây trồng, từ đó để phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Thời gian tới, Nậm Lịch tiếp tục đẩy mạnh việc chuyển đổi diện tích nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn, hỗ trợ người dân xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao, lồng ghép các nguồn vốn để xây dựng, hoàn thiện hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi phát triển sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, với các hoạt động hiệu quả thiết thực, tuổi trẻ xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng đã và đang phát huy vai trò xung kích trên các lĩnh vực, góp sức trẻ xây dựng quê hương. Thông qua các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội đã tạo điều kiện để mỗi đoàn viên thanh niên đóng góp những việc làm có ích cho xã hội và cộng đồng. Thời gian qua, phát huy những kết quả đạt được, Đoàn Thanh niên xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng tiếp tục chỉ đạo các chi đoàn phát huy vai trò xung kích, nhất là trong các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội. Trong đó, hướng các hoạt động về các khu vực khó khăn, bản vùng sâu, vùng xa với các đối tượng là hộ nghèo, gia đình, chính sách. Từ đó, các chiến dịch, hoạt động đã và đang tạo được sức hút với nhiều bạn trẻ tham gia và góp phần vào phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh trật tự ở địa phương. Điển hình, trong lễ khởi động tháng thanh niên năm 2020, Ban chấp hành đoàn xã đã tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh, tu sửa đường dân sinh bản Phiêng Lao theo phong trào thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới, thu hút hơn 100 đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn xã hưởng ứng tham gia. Việc làm này đã tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân trong bản đi lại và trao đổi hàng hóa được thuận lợi hơn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Trong năm 2020 thì đối với đoàn cũng phối kết hợp với đoàn xã là tổ chức các hoạt động, các phong trào như là văn hóa văn nghệ thể thao này, ví dụ như là tuyên truyền cho bà con nhân dân thanh niên như là hiểu về công việc của đoàn này, như là vệ sinh đường làng ngõ xóm, như là tu sửa nhà cửa cho bà con nhân dân. Với lại là đoàn cũng thường xuyên quan tâm những đoàn viên gặp khó khăn trong cuộc sống. Để tạo được sức lan tỏa rộng khắp trong việc ra quân phát động thanh niên tham gia làm đường giao thông nông thôn, Ban chấp hành đoàn xã đã làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, vận động các hộ gia đình hiến đất, góp ngày công lao động trong quá trình mở rộng các tuyến đường. Phong trào tuổi trẻ tham gia xây dựng nông thôn mới là một trong những hoạt động thiết thực xuyên suốt tháng thanh niên năm 2020 của Đoàn Thanh niên xã Xuân Lao. Các đồng chí đã thực hiện chương trình của tháng thanh niên năm 2020 thì với sự chỉ đạo của huyện đoàn và đoàn xã cũng đã xây dựng kế hoạch, nhất là tổ chức lễ khởi động tháng thanh niên năm 2020 thì cũng đoàn cũng đã đề ra các chương trình kế hoạch. Hôm nay thì đoàn xã tổ chức khởi động thì cũng đã tổ chức dọn dẹp vệ sinh của khu cơ quan, cái đường đàng ngõ xóm. Thì chúng tôi cũng trong chương trình của tháng thanh niên thì rất là nhiều chương trình hoạt động chúng tôi sẽ hướng về cơ sở, hướng về ở tổ chức tại các bản với các đoàn, nhất là tham gia giúp đỡ các gia đình chính sách. Hai nữa là về phát triển kinh tế xã hội của địa phương, chúng tôi cũng sẽ tạo ra mô hình để thanh niên tham gia hoạt động để các
hoạt động về thể dục thể thao giao lưu thì chúng tôi cũng sẽ xây dựng giải truyền thống của xã nữa. Với là nhiều hoạt động như của giúp các gia đình thương binh liệt sĩ thì chúng tôi cũng sẽ tu sửa nhà cửa này. Với là thăm hỏi những các gia đình giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong thời gian tới, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên xã Xuân Lao tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức hiệu quả các hoạt động và nâng cao chất lượng, tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn, khởi nghiệp cho đoàn viên thanh niên ở địa phương. Hiện nay thì mô hình của lớp xã thứ nhất duy trì của chỗ ở bản chùa 6, nhất mô hình là trồng bông chít, với lại phát triển nuôi cá, với lại của chỗ ở khu bản Đa Mẫn Hà thì cũng chăn nuôi đợn. Trong thời gian này thì đối với đoàn xã thì cùng phối hợp với các ban ngành đoàn thể vẫn duy trì các mô hình kinh doanh. Hàng năm thì được sự tập huấn của các cấp cho các mô hình nuôi thì cũng phối hợp với các bản, với lại cùng với đoàn thì sẽ vận động của các đoàn viên là liên kết cái mô hình của nuôi của từng khu ấy, tức là từng bản thì sẽ phát triển về cứ nhất là bản Mãn Hà thì phát triển nuôi đợn, như của khu của vùng cao thì sẽ về phát triển bò, với lại một số mô hình là trồng cây ăn quả để phát triển kinh tế. Cùng với đó, Ban chấp hành đoàn xã còn chú trọng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức như phối hợp với công an xã, các trường học trên địa bàn tổ chức ký cam kết cho đoàn viên thanh niên không sử dụng, tàng trữ chất cháy nổ và các loại pháo, không vi phạm luật giao thông đường bộ, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đoàn viên thanh niên về ý thức tự giác, thường xuyên tu dưỡng, học tập, rèn luyện, góp phần tích cực đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội. Tiếp tục chú trọng tuyên truyền, xây dựng và tổ chức hiệu quả các mô hình tình nguyện phù hợp với từng địa phương, khẳng định vai trò tuổi trẻ xung kích trên các lĩnh vực, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Trang truyền hình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Ảng đến đây xin được phép khép lại. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.